Bữa nay Hùng Malat tiếp tục mở rộng chuồng trại nuôi tròn sau 2 tháng nuôi thử nghiệm. Mình quyết định mở rộng chuồng trại để nuôi cái giống cây hương này. Bởi vì trong 2 tháng nuôi thử nghiệm thì mình thấy cái con vật này khá là dễ nuôi và cái khả năng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Cái nữa là cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường hay là mùi hôi rồi đó thì đối với con trùng hương là nó không có so với các cái con vật khác như là heo, gà, chó. Ba cái loài động vật đó là tôi đã từng nuôi rồi thì nó rất là hôi khi mà chúng ta nuôi. Còn đối với trùng hương thì có thể ngược lại nữa. Mình nuôi trùng hương đực nhiều khi mà bước vô trang trại thậm chí nó còn thơm, đã gọi là trộn hương, nên là tôi quyết định tập trung đầu tư để nuôi cái con trộn hương này. Về cái mẫu chuồng thì tôi cũng tham khảo rất là nhiều các cái mẫu chuồng ở trên mạng, nhưng cũng đúc kết riêng cái mẫu chuồng cho riêng mình. Về cái kích thước thì tôi nghĩ là nó do cái điều kiện, cái không gian của mỗi 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 người, mỗi trang trại thôi. Nhưng mà về cái chất liệu thì tôi quan tâm về cái chất liệu. Cái kiểu chuồng của tôi là ba mặt nó phải là gỗ bên trong. Ở trên thì có thể là bằng tôn, hoặc nếu mà có cây thì tốt. Còn ở dưới thì đương nhiên là những cái tấm lưới rồi. Có những trại tôi thấy là có thiết kế cái lưới nó bao xung quanh nó tới 6 mặt đấy, thì tùy theo mỗi trại có cái điều kiện cũng như cái kỹ thuật riêng, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy là nên có cái chất liệu gỗ nó càng nhiều càng tốt để cho nó giống với lại thiên nhiên hơn. Còn nếu mà chúng ta làm lưới xung quanh hết đó, thì khi con tròn nó nằm thì nó dễ bị đau chân, đau mình, nó ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển của nó. Bên trong từng cái ô chuồng thì nó có ở dưới là cái lớp lưới để cho tròn nó đi phân rồi tiểu rồi lọt xuống dưới nước. Ở trên là nó có một cái gác. Thì cái gác này tôi tận dụng cái bìa cây luôn cho nó gần gũi với lại thiên nhiên nhất. Bởi vì con tròn ngoài thiên nhiên thì nó leo trèo rồi nó ngủ nghỉ ở trên cây. Thì cái gác này á nó giống với lại những cái gốc cây, những cái nhánh cây ở ngoài thiên nhiên, nên là các bạn đừng có bỏ mấy cái bìa này, không cần phải làm những cái miếng láng mà tận dụng luôn. Nó vừa không có tốn cây mà nó vừa giúp cho con tròn nó có một cái môi trường giống như là thiên nhiên nhất. Đây là cái khu tròn cũ đang nuôi, đang có tròn. Trong đây có 3 ổ tròn baby. Cái ổ này là khoảng 1 tháng, tháng mấy ngày, 3 con. Sau cái đợt này thì tôi tách bầy ra luôn. Cái ổ thứ hai là 2 con đang nằm ngủ á. Cái này nó nhỏ hơn, tầm khoảng gần tháng. Cái ổ này ngày mai một chút nữa là tôi tách bầy ra luôn. Ổ này là 3 con, một đực 2 cái. Ổ này là được 1 tháng 18 ngày. Chồng baby rất là sổ sữa này các bạn, nhìn nó rất là mập, phát triển rất là tốt. Thì sau khi tách bầy thì tôi sẽ mua thuốc để chích ngừa luôn. Đây là cái dãy chuồng đã hoàn thành xong, nhìn cũng khá là đẹp nha các bạn, tự khen luôn. Ở trên là 6 ô, dưới 6 ô, dãy này là 12 học, 12 ô. Bên kia là ở trên là 7, ở dưới là 7 nữa.
là 14. Thì như vậy là mở rộng thêm là 26 ô chuồng nữa. Ở đây thì có cái cảnh quan cũng khá là đẹp các bạn. Vừa nuôi chồn, vừa có cái cảnh quan đẹp nữa. Có động lực cho mình chăm sóc. Đó, hai cây dừa sinh đôi, trái cực kỳ sai luôn. Đây là cái khung cảnh buổi chiều của nhà mình. Ở ngoài kia là đang nuôi gà tây. Để sẵn đây mình quay cho các bạn coi luôn. Mai mốt cái khu này là gắn thêm cái camera, không phải là để giữ trộm mà chủ yếu là để quan sát trong quá trình mình nuôi chồn, thì quan sát đặc biệt là lúc mà nó lên giống thì ban đêm mình có thể là xem camera để biết được những cái dấu hiệu mà nó lên giống. Chứ mình không thể nào mà đứng trực tiếp ở chuồng để mà canh được. Quầy chuối này nó chín một lượt luôn, ăn nhiều khi không kịp. Đây là cái khu mình nuôi gà tây. Giống gà tây này là gà tây hu ba các bạn, cái giống lớn con trống khi mà trưởng thành thì maximum nó khoảng 14 kg, con mái là khoảng 9-10 kg. Cái này mình nuôi là khoảng 2 tháng cộng với lại 20 ngày ở trại trước khi bán nữa thì khoảng gần 3 tháng. Cái này nè khoảng tầm 1,3 kg, nó màu lớn tóc hành luôn các bạn, đặc biệt là nó ăn rau kinh khủng. Thì cái nuôi gà hu ba này, gà tây này thì mình nuôi để nuôi chơi thôi, nuôi để bổ trợ cho cái nuôi chồn, chứ nuôi chồn hương mới là cái chăn nuôi chính. Trở lại với cái kiểu thiết kế chuồng này á, thì cái ưu điểm hồi nãy tôi nói rồi, cái ngăn này trước tiên là cho nó nằm, nó ngủ, nó nghỉ, nó sinh hoạt ở đây. Đây là cái ngăn chính mà con chồn nó thích nằm ở đây nhất. Còn ở dưới là ban đêm nó mới hoạt động, nó tới đây lui, nó mới trèo xuống dưới. Còn chủ yếu là ban ngày là nó nằm nó ngủ trên đây. Cho nên là mỗi cái ô chuồng thì bên trong nó có một cái miếng dán. Cái miếng dán đó là tác dụng là nó tối nó đi tới lui, hoặc là nó nằm nó nghỉ ở miếng dán đó, nó không có nằm trực tiếp trên lưới. Nếu mình làm lưới hết thì nó nằm lên lưới nó sẽ bị đau chân đau mình. Còn cái tấm ở đây á, thì mình khi mình bỏ thức ăn vô thì nó không có bị rớt xuống lưới. Ví dụ bỏ chuối bỏ cá rồi nhét ở đây thì nó rớt đây luôn thì nó lại nó lụm. Chứ nếu mà có lưới nó bít cái này luôn thì nó sẽ lọt xuống dưới nước. Nên là hai cái tấm dán ở trong cái học chuồng này là phải có. Bữa nay tôi sẽ tách bầy ba chú chồn này ra luôn. Nay có chuồng mới à. Nhìn nó rất là ú luôn các bạn. Mới con tháng 10, 18 ngày mình ú nụ luôn. Sổ sữa. Ấy. Này là không 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 được nữa này. Nó lanh lắm. Dạ. Bắt đi từng con luôn chứ không có bỏ vô rổ được. Chưa được 2 tháng mà nó mập mập lù à. Này hơn 1 ký. Cho chuồng mới. Đây. Chạy chưa? Bay lên đây luôn. À. Chồng con mà bỏ vô chuồng nhìn giống như là chồng lứa à. Nhìn nó bự. Một tay quay một tay bắt cũng khó ăn nha các bạn.
em cái cũng u nụ luôn. Để một chút ta xong mình cho nó ăn, ăn chuối cho nó ăn không? Hôm nay thấy nó giành với mẹ nó chứ con chưa cho nó ăn riêng thử nữa. Hai em cuối cùng nó lanh nó chạy là như là con sóc khó bắt. Nè phải không, có con mẹ trong đây thì mình dễ. Rồi là ba em một ổ, một con đực, hai con cái mới vô ỉ rồi. Lấy đồ ăn cho nó ăn thử kìa. Rồi, đây là thức ăn cho mấy chú tròn mới tách mẹ. Mẹ cho ăn gì thì mình cho ăn đó. Đáng lẽ là có cá bầm nữa nhưng mà để thử coi sao. Nó chịu ăn chưa? Chắc mới bỏ vô nó nhát. Còn quảng loạn. Rồi, vậy là nó không có sợ nhào vô ăn liền à. Giờ hôm nay nó biết ăn rồi mà không hay luôn. Con đang ăn là con đực nha các bạn. Cái con đó là nhìn bên ngoài nó ú nù à. Con nó để giống là cực kỳ đẹp luôn. Hàng kia là hai con cái. Hai con cái nằm ở tầng trên. Con đực còn ở dưới, chắc nó tưởng đâu là đồ ăn còn ở dưới nó kiếm. Ba con chuột baby này rất là lanh nha các bạn. Này thì mình để giống chứ chưa có bán. Khi nào mà nó nhiều à, đàn nó nhiều thì lúc đó mình, các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ. Còn hiện giờ là chủ yếu để chân đàn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin các bạn ủng hộ bằng cách nhấn nút đăng ký và có những cái góp ý thì các bạn cho một vài cái ý kiến để trong cái hội nhóm nuôi tròn của mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn.